Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin trình bày với các bạn một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Diễn văn chào mừng Tổng thống Sukarno tại sân bay Gia Lâm. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 12, trang thứ 239. Toàn văn của tác phẩm như sau. Thưa Tổng thống kính mến, thưa các vị và các bạn, hôm nay nhân dân Việt Nam và chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vô cùng sung sướng được tiếp đón Tổng thống Sukarno, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Indonesia anh em, người bầu bạn kính mến của nhân dân Việt Nam. Về phần tôi hết sức vui mừng được gặp lại Bung Karno, người bạn chí tình, người anh em kết nghĩa. Bung theo tiếng Indonesia có nghĩa là anh cả. Được đón tiếp Tổng thống Sukarno, nhân dân Việt Nam có cảm tưởng vui sướng như được ôm ấp vào lòng mình 88 triệu anh em Indonesia anh dũng. Có mối tình thương yêu ấy vì hai dân tộc ta cùng có một hoàn cảnh giống nhau, cùng có một lịch sử vẻ vang kháng chiến, oanh liệt chống bọn thực dân cướp nước, giành lại độc lập tự do. Hai dân tộc ta đều phải tiếp tục đấu tranh để giải phóng hoàn toàn đất nước. Và trong cuộc đấu tranh đó, hai dân tộc ta thông cảm lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau. Mùa xuân năm nay, hôm tôi đến thủ đô Jakarta, Tổng thống Sukarno nắm chặt tay tôi và nói: đối với một dân tộc chiến đấu thì không có lúc nào nghỉ ngơi. Và chúng tôi chắc rằng ngày mà Indonesia hoàn toàn tự do sẽ đến, ngày mà miền Tây Irian của nước chúng tôi hoàn toàn tự do sẽ đến, cũng như tôi tin chắc rằng nước Việt Nam nhất định sẽ được tự do hoàn toàn. Hôm nay tôi cũng siết chặt tay Tổng thống Sukarno và hứa rằng chúng tôi kiên quyết đấu tranh để thống nhất đất nước Việt Nam chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi cũng kiên quyết ủng hộ Indonesia anh em đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Tây Irian. Và chúng tôi tin chắc rằng hai dân tộc ta nhất định thắng lợi. Sau cuộc đi thăm qua nhiều nước chung quanh quả địa cầu, trước khi trở về tổ quốc mình, Tổng thống Sukarno đã để dành thời giờ đến thăm nước chúng tôi, đại diện cho nhân dân Việt Nam chúng tôi tình hữu nghị thấm thiết của nhân dân Indonesia anh em. Chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh Tổng thống và các vị cùng đi. Chúng tôi nhiệt liệt cảm ơn Tổng thống và nhân dân Indonesia. Chúng tôi mong rằng trong những ngày lưu lại ở đây, Tổng thống sẽ vui vẻ coi ở Việt Nam cũng như ở quê hương mình như ở nhà mình vậy. Trong thời gian đó, cũng như anh em, chị em Indonesia, nhân dân Việt Nam sẵn sàng dâng cả tấm lòng kính mến cho Bung Karno. Tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Indonesia muôn năm, hòa bình thế giới muôn năm. Hy Đức Bung Karno, bất đời ca. Hy Đức có nghĩa là muôn năm, bất đời ca có nghĩa là độc lập, là lời chào cách mạng của Indonesia. Thưa các bạn, tôi vừa trình bày xong tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Diễn văn chào mừng Tổng thống Sukarno tại sân bay Gia Lâm. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 12, trang thứ 239. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc vào ngày 24 tháng 6 năm 1959. Được đăng trên báo Nhân dân số 1927 ngày 25 tháng 6 năm 1959. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.